30 Tết, mỗi cái trước 30 Tết là vui thôi, là vì được nói chuyện với con với cháu ở bên nước ngoài đây này đây. Ôi thôi chết rồi, không có tiếng wifi nào, thôi chết rồi. Chị Dũng ơi, chị Dũng ơi, chị Dũng. Ôi giời ơi, kêu cái gì đấy? Cái tôi nhờ cái. Này. Cái gì? Bà vô duyên vô dùng vừa phải thôi nhá. Tôi như thế này bà kêu tôi là chị Dũng là như thế nào? Thế bây giờ có cái người đàn ông thuần chủng nào mà lại đứng theo cái kiểu bảo vệ bà mẹ và trẻ em như chị không? Tôi biết, tôi với bà là chị em, bí mật đổi bí mật. Cái giới tính của tôi chỉ có mỗi một mình bà biết thôi, đúng không? Thì thôi bà giữ hộ tôi cái. Được rồi, tôi xin lỗi. Không có tí wifi nào đấy này. Vào lại wifi đi. Rồi đấy, vào rồi đấy. Không có tín hiệu. Ôi rồi, chắc là nó đi làm rồi. Sao lại đi làm? Đêm giao thừa rồi làm cái gì? Bên đấy là bên Tây, nó phải đi làm. Thế giao thừa nó vẫn phải đi làm à? Tết nó không được nghỉ à? Ôi rồi bà ơi, Tết Tây mà nó mới được nghỉ thôi. Chứ Tết ta, nó đâu phải giống bên mình đâu mà được nghỉ. Việt Nam nó khác bên nước ngoài, hiểu chưa? Quên, nhớ cháu nhớ con quá đâm cuồng loạn đi. Rồi thế tôi cứ ngồi đây tôi chờ vậy. Ngồi chờ, tôi về nha. Rồi cảm ơn chị nha. Biết rồi mà, chắc chắn. Rồi, mọi chuyện tôi lo hết. Rồi. Bắt máy. Ông ấy, tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi. Đi vào nhà tôi ấy, phải đi nhẹ nói khẽ. Đừng có la sùm lên cả khu phố, người ta đồn thổi lên, tôi không thích thế đâu. Ông vào nhà tôi mà giữ đêm giữ hôm này, cho dù là giao thừa đi chăng nữa, ông phải cẩn thận chứ đấy, ông lại cứ... Biết rồi. Đàn ông người ta quen nói to, hiểu không? Thôi ông đừng có hấp hiêm tôi kiểu thế, tôi cứ ghét lắm. Cái mắt ông đi đĩ kiểu gì. Này. Cái gì? Chừng nào xong? Chưa, nó chưa có gọi điện về mà xong cái gì? Nhưng mà ít nhất phải cho tôi cái máu là tôi biết chừng nào xong, hiểu không? Tôi nói chuyện với nó xong. Rồi. Rồi cứ khi nào mà ông nghe tôi nói cái câu mà mẹ giàu lắm thì ông vào. Là xong đúng không? Rồi là xong. Mẹ giàu lắm ha? Ôi mẹ giàu lắm. Hớn. Mẹ. Đấy. Ôi giời ơi, con về à? Vâng. Ôi đừng. Sao lại về? Con về ăn Tết với mẹ. Sao không báo trước cho mẹ? Con thích bất ngờ. Không, mẹ không thích bất ngờ. Ok mẹ. Ôi mẹ không thích bất ngờ. Ok mẹ. Không, mẹ không thích bất ngờ. Mẹ. Ôi. Thương quá, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Thế con về được lâu không? Bao giờ đi? Con về đây chơi với mẹ một tuần. Một tuần á? Vâng. Một tuần á, thôi chết rồi, một tuần á. Thôi, đêm giao thừa ở đây với mẹ. Vâng. Dốn sang ngày mùng 1, ngày mùng 2 Tết về bên Mỹ luôn đi. Sao mẹ cứ đuổi con thế nhở? Không, mẹ không có đuổi con. Nhưng mà con về này, rồi con vợ của con ấy, cái con Rofi ấy, nó lại gào lên rồi chúng mày lại cắng đắng rồi cãi nhau nữa. Rồi mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây, con nói mẹ nghe. Đúng là bọn con có tí trục trặc nên mới một mình con về. Theo kế hoạch ấy là vợ chồng con đưa thằng Jeffy về đây thăm Tết. Nhưng mà đến cuối cùng thì cô lại bảo là cô không thích ăn Tết ở Việt Nam, không thích thời tiết Việt Nam, không thích món ăn Việt Nam. Cô ấy không thích gặp mẹ. Nên là con tức quá, con giận bay màu luôn, bay phát, bay về đây với mẹ luôn. Được không mẹ? Thì được, nhưng mà thôi, cố gắng sang bên đây sớm đi. Hai vợ chồng đừng có làm như thế, mẹ buồn lắm. Thế thằng cháu mẹ nó có khỏe không? Thằng Chê Phi ấy. Ôi, thằng Chê Phi nhá, hay ăn chóng lớn, dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành, y như thằng bố nó hồi bé. Yên tâm chưa? Yên tâm rồi. Thế nó có biết nói tiếng Việt mình không? Tiếng Việt 100%. Ui dồi, thế thì là mẹ vui rồi. Dạ. Không mất gốc thế là mẹ mừng rồi. Vâng. Sao cái tiền con gửi về cho mẹ tiêu Tết mẹ cứ gửi trả con thế? Mẹ không cần. Ui dồi ôi, mẹ giàu lắm. Không phải lo. Này. Bác Nam. Hôn. Bác Nam. Cháu nó về. Cháu nó đột ngột về. Bác khỏe không hả? Lâu lắm rồi con mới gặp bác. Sao mày không phải tham mày về đây làm gì? Về con chơi Tết với mẹ con. Rồi chừng nào đi? Chắc là con ở đây một tuần. Gặp mẹ lát đi liền luôn ha. Này. Vô duyên vớ vẩn. Mẹ con tôi việc gì ông phải sắp xếp cho nó. Bác cứ đuổi con nhỉ? Đi ra đi. Mẹ giàu lắm. Vào. Tôi giàu tiền của nhà tôi giàu ông hám của hay sao?
Tôi giàu kệ tôi chứ, tôi đang khoe con tôi là mẹ giàu lắm mà. Ô, đừng có tưởng con tôi thì biết nó mới về sang đây xin sô-cô-la. Ôi, đi ra đi ra không trời. Đi về nhanh, phấn khởi, vui vẻ không quạo nhá. Anh phải, đi đi. Thôi, chào bác, chúng ta sang nhà bác chơi nhá. Bác Nam bao nhiêu năm vẫn phong độ mẹ nhờ. Đấy, già rồi mới cứ đi không đi, cứ toàn phi thôi. Dạ, dạ. Sáu ơi, liên lạc với nó được chưa? Chú Dung! Chú Dung! Chú Dung! Ôi, về lúc nào đấy? Con mới về. Ôi, cho ôm nó cái nha. Ui, nhớ quá. Này, thế về bao lâu? Dạ, con về một tuần. Một tuần à? Vâng. À, thế thứ hai đi liền đi nhá. Thăm mẹ mày xong mày đi liền đi nhá. Ừ, cái gì? Cái chuyện con tôi để tôi tự tôi tính. Sao cứ phải chõ mồm vào thế? Thích dạy trẻ con lắm mà. Ôi giời ôi, nhìn như Việt Kiều ấy. Cái việc của chú sang đây làm gì? Quên. Qua đây giả nợ cho mẹ mày ấy. Chú mà phải vay tiền mẹ con ấy hả? Đúng rồi. Vay 30 triệu ấy. Nhiều thế. Đúng 30 triệu ấy. À, vay được 30 triệu ừ, mà. Ừ, đây này, vay 30 triệu cả một năm giờ rồi. Nhưng mà không lấy tiền lời cháu ạ. Ôi dồi, con người gì mà tốt tính thế. Đấy, 30 triệu đấy. Ôi dồi, bây giờ mẹ con sông xanh lắm, mẹ con đại gia lắm. Con gửi tiền suốt ấy, mà toàn gửi trả thôi, không lấy. Ôi dồi, ừ, đúng rồi, không lấy, mẹ mày giàu lắm. Đưa rồi đấy, đếm đi. Tôi tin chị cứ về đi. Vấn đề bà tin tôi, nhưng mà bản thân tôi không tin tôi, bà hiểu chưa? Về đi, mà vơ vẩn. Tôi về, chú về nhá. Tối nhà qua nhà chú ăn cơm nhá. Chú Dũng bao nhiêu năm vẫn trẻ như thế, mẹ nhờ. Dạ, dạo này chú thế nào mẹ? Mới lấy chồng ấy. Lấy chồng? Ôi thế hả? Chồng chú thế nào mẹ? Ôi đẹp dài lắm con ạ. À. Thế cơ ạ? Ui, gọi là cái gì nhỉ? Dâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Ôi chú lấy Từ Hải hả mẹ? Gần giống Từ Hải đấy. Chồng đẹp dài lắm. Thế ạ? Ừ. Thế chú làm gì? Chạy xích lô dạo ở bờ hồ ấy. Ôi sao ơi. Tuấn. Ôi gọi phải tham hình ảnh sống động quá thật. Mỹ. Nó về chơi. Thế về hả? Mới về. Thế khỏe không? Khỏe lắm. Giờ khi nào đi? Tôi về đây tôi chơi với mẹ tôi một tuần cơ. Thế sáu này. Ơi. Thế lúc nãy bà chị Dũng ấy có qua là giả tiền cho sáu. Đây 30 triệu giả luôn rồi. Thế bà ấy về rồi à? Ừ, thế có gì không? Thưa sáu là chị Dũng về rồi thì thật sự con mới mạnh dạn, con mới dám nói là thật sự ngày hôm nay con qua đây là con vay tiền sáu. Sao thế mày, sao phải vay tiền sáu? Con vay tiền con cưới vợ hay sao ạ? Ô thế mày lấy vợ à? Vâng. Ôi, vợ mày ở đâu? Không đùa nó lấy vợ là con lấy cả vợ Tây. Úi trời, mày bắt chết thằng Duy nữa hả? Thế nó ở Mỹ à? Không, Tây Bắc ấy. Gái Tây Bắc xinh lắm. Vâng. Thế mày làm công ty lớn mà mày phải mượn tiền của Sáu. Bây giờ bảo rồi thì chia sẻ luôn. Tất cả mọi chuyện là từ cái công ty hết. Bây giờ con nói thật với Sáu ấy, con cần tiền để mua quà biếu cho gia đình vợ. Mà gần Tết tới nơi rồi. Bây giờ tiền thưởng cuối năm không có ấy. Tiền lương tháng 13 không có. Mà cuối năm nay là công ty con quy đổi trả bằng sản phẩm. Vâng. Thế giờ ông làm đâu? Làm về mộc ấy. Làm mộc tốt luôn. Mẹ xem này, bàn ghế này, rồi giường tủ mình có cần thay cái gì thay luôn. Đỡ Tuấn nó. Không, tôi làm mộc nhưng mà không liên quan gì tới bàn ghế cả. Thì ông làm khâu nào? Khâu sơn phết ấy. Mày nói làm chạy hòm đi. Nó đóng quan tài đấy cơ. Bây giờ tiền lương tháng 13 ấy, là công ty nó quy đổi một hòm này. Rồi cái tiền thưởng cuối năm mà công ty quy thêm hòm nữa. Bây giờ nhà mày hai hòm à? Nhưng mà thật sự là thời gian này con chưa cần sử dụng. Con cứ ngồi con suy nghĩ mãi. Thế con thoáng suy nghĩ được là trong cái shop của mình là Sáu với cả bác Nam là hai người lớn tuổi nhất. Cho nên bây giờ con qua đây là con nói với Sáu với bác Nam ấy, mỗi người một cái thành lý hộ dùm con. Thôi ông ơi. Ông cần bao nhiêu tiền thì tôi giúp ông, tôi cho ông vay. Chứ mấy cái sản phẩm của ông mà mẹ tôi có đồng ý tôi cũng không chịu đâu. Nhá, đấy, thì... ai lại bảo mẹ tôi đi mua hòm bao giờ. Thì đấy cho vay 10 triệu. Được rồi, cho vay 10 triệu nhá. Thôi. Được rồi, để mẹ cho nó vay. Tiền của con cứ cầm đấy. Sao mày đấy? Cầm về bao nhiêu á, mày trở sang bên kia mày cầm
lại y như thế cho con cái con. Mẹ không thích thế đâu, nó người nước ngoài. Mẹ không thích nó hiểu lầm người mình đâu nhá. Đừng có nghĩ thế. Mày bao nhiêu, 10 triệu hả? À, không, 10 triệu là đây thôi, chứ còn 6 thì đưa luôn 30 cho gọn. Tao phải giữ lại 10 triệu chứ. Không, đưa đi 30 đi. Không. Sao thế? Ôi mẹ. Giữ lại 10 triệu. Mẹ, thôi bây giờ mẹ cho nó vay 20 triệu đi, con cho nó vay 10 triệu này. Đấy, thôi 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 thôi, được rồi, yên tâm đi, mẹ giàu lắm, đừng có lo. Chưa xong. Ờ, chưa. Chú làm ơi, quan. Gì? Con thật với chú, ở công ty con cần thanh lý hai cái sản phẩm ấy. Và bây giờ thật sự là con đã cho 6 một cái rồi. Bây giờ chú giúp con, chú thanh lý hộ con một cái nhá. Rẻ không? Có tính nửa giá thôi. Tao mua là mua hết, không có mua một nửa. Mày lấy cái phần của bà giao qua hết cho tao. Ơ là hai cái á? Tao chơi là hai không à? Ơ nhưng mà con nói với chú là hai cái nhưng chỉ có một màu thôi chú nha. Rồi rồi, chúng khỏi đi về nhá. Rồi, tao đi đi. Cái gì đấy? Phải đếm. Không phải đếm. Không đếm mất mất một cái lần trên đi. Mất thế nào được? Con Dũng nó vừa mới đưa cho tao là tiền trao là mày múc luôn đấy. Thế là bà Dũng đưa à? Đấy, đấy, thế bà Dũng đưa thì lại yên tâm rồi. Hàng xóm nhà mình tự nhiên nó mới tập trung mẹ nhỉ? Ờ. Vui vẻ ghê. Vui lắm. Ôi. Này, mẹ ơi, mẹ chơi cây đào hoành tráng thế. À. Cây đào này là đắt tiền lắm đây này. Mẹ mà, nói chung là bây giờ là chơi đào với lại chơi mai chẳng hạn thì mẹ chơi là chơi tiền triệu chứ mẹ không chơi tiền trăm nữa. Thay đổi rồi. Ôi, người phụ nữ quyền lực, sông xanh thế, tiền đâu ra ấy mẹ. À, mẹ quên khoe với con là mẹ trúng số. Ôi, mẹ trúng số hồi nào? Hồi nào tao cũng quên xứ mất. Bao nhiêu tiền? Không nhớ bao nhiêu tiền mà chỉ biết là mình trúng đâu cũng như hai tờ hay sao, gửi hết ngân hàng rồi. Ôi, mẹ thì mẹ định là nói với con nhưng mà sau đó mẹ suy nghĩ thôi kệ, mẹ cứ dùng cái tiền đó mẹ tự tiêu pha đấy, còn lại bao nhiêu thì sau này mẹ đưa cho con. Thế cho nên là cái tiền của con mẹ không cần là vì lý do đấy, cho nên con yên tâm, con không phải lo gì cho cái cuộc sống của mẹ cả nhá. Mẹ cứ ăn uống thoải mái, sống thoải mái nhớ chứ mẹ. Béo vật như trâu nước cái này cơ, không phải lo. Và mẹ, chuẩn bị Tết đến đâu rồi mẹ? À đây, Tết xong rồi, xong hết rồi. Ê con, sao thấy bàn thờ toàn đồ ngọt, không có đồ mặn hả mẹ? À thì ui có mình mẹ thôi mà. Mấy cái bánh trái này mình phải bóc cái bao ni lông này, đây, mình bỏ đi. Không 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 không, cứ để đây đừng có làm rách của tao nhá. Ơ thì như thế không có làm rách mấy... không mà không có đụng gì đến chỗ này cả, rách của tao là chết đấy, không phải lo. Con chạy ra chợ con mua ít bánh trưng với giò chả với cả con gà luộc. Ừ. Cúng ông bà rồi cúng bố nữa. Hồi bố còn sống bố thích ăn gà luộc lắm mẹ. Ừ. Con đi chợ cái không người ta đóng cửa. Ừ. Nhớ mẹ nhá. Ừ. Về một tuần thì có chết à? Giờ làm sao nhỉ? Vã hết cả mồ hôi rồi. Ôi giời ơi, tôi chưa có nói cái... Người chưa có xong. Người ta chưa có bảo là mẹ giàu lắm mà sao vào đấy làm gì? Từ nãy giờ tôi chạy như ngựa luôn. 5-6 lần rồi. Chừng nào xong? Chưa có xong, bây giờ nó bảo bây nó... giờ hứa với người ta rồi phải đem chỗ đào cho người ta mướn, từ nãy người ta gọi tôi hoài bà hiểu không? Tôi biết rồi, nhưng mà có biết đâu, tưởng là nó face time thôi, ai dạ bây giờ nó về nó đòi ở một tuần, cô không biết làm nào. Cái đó là cái chuyện của chị, hiểu chưa? Trong khi đó chị nói với tôi để chỗ đào ở đây phải không, xong rồi một tiếng đồng hồ là xong rồi tôi giao cho người ta. Từ nãy giờ mẹ giàu lắm chạy vô chưa, bà còn chửi tôi nữa. Thôi, xin lỗi anh. Bây giờ tôi hỏi anh này, thế anh cho người ta thuê là bao nhiêu đấy? 10 ngày Tết là 5 triệu đó. Anh cho tôi thuê nhá. Anh cho tôi thuê, tôi trả tiền. Tiền đâu mà thuê? Thì tôi vẫn đi ở đợ cho thằng Dũng đấy thầy. Thôi không có được. Yên tâm đi, một tháng tôi tới 3 triệu rưỡi cơ mà. Thì biết. Để tôi sẽ lấy tiền tôi trả cho anh. Đi anh giúp tôi với. Nhưng mà bây giờ lỡ hứa với người ta rồi, bây giờ... Bây giờ anh điện thoại anh nói lại với người ta một tiếng hộ tôi đi. Khổ ghê nha, tôi không có hứa trước đâu nha, để tôi thỏa thuận coi sao, nó mệt ghê không nhỉ? Chết mày lại đi đâu đấy hả Tuấn? Con đi đâu đấy? Hey, chú Nam ơi, chú Nam, chú... Gì? Chú Nam lên, con bảo chú cái... Ôi con tìm chú từ nãy tới giờ. Chú ơi, cái mặt hàng sản phẩm lúc nãy con bảo là chú sở hữu hai cái ấy. Rồi. Ê, bây giờ chú xài một cái rồi chú chừa một cái cho con tiêu dùng với. Tao đã nói rồi, tao mua là tao mua hết, tao không mua lẻ. Không, đưa cho con đi, cho con tiêu tao dùng mua với. Hết. Ông bị điên à?
Ông có một cái mạng thôi, mua hai cái hòm làm gì? Sản phẩm của mày là hòm á hả? Quên nó làm ở trại hòm à? Mày giữ luôn hai cái đi. Không, bây giờ con cần một cái thôi, một cái chú cứ giữ ấy. Mày cần một cái là cái gì? Tại vì sắp chết rồi. Tại sao chết? Sắp tiền lúc nãy cháu đưa thiếu 5 trị. Tôi chết sao lại thiếu? Thế 5 trị đâu? Thiếu 500 ngàn cơ á. Con đưa từ rõ ràng là ông bảo 30 triệu mà sao cháu đưa lại con, bây giờ con đếm 29 triệu 500 rồi. Nó đưa cho tao xong tao để trên đây này, thế xong mày vào là cháu đưa cho mày luôn mà. Không có, bây giờ mất 5 trị rồi. Mày nói bé thôi. Cái gì đấy? Cái gì nó về là chết cháu. Cái gì đấy? Cái gì ồn ào thế? Này, cái tiền của chị đưa cho tôi là có đủ hay không đấy? Thế bây giờ nó bảo thiếu 500 rồi. Ôi giời, tôi đưa cho bà đủ mà. Sao bà không đếm? Lúc đi con nó ở đấy đếm cái gì, cả đời thì có bao giờ cầm cái tiền nhiều như thế đâu. Đếm rồi rơi rồi lòi ra là không biết đếm tiền đi. Bây giờ mất tiền rồi à? Nó bảo thiếu 500 này kìa. Thế lỗi đấy là lỗi tại mày đấy nhá. Đưa cho mày, mày không có đếm. Mày phải đếm chứ. Lúc nãy đếm sao không cho kìa kìa. Lúc thì có thằng Duy ở đấy mà này, sao lại nói bé túi nó về bây giờ. Thật đấy, bây giờ là mất là 2 triệu rưỡi rồi. Con nói thật với Sáu ấy, cái tiền đấy là con Hùng với cả chị Dũng 2 triệu rưỡi ấy. Chả lẽ con tự đi lấy tiền con à? Sao lại cho nó buồn làm gì, tôi mượn được chị thôi mà. Bà hiểu không, trong cái thẻ ATM của tôi á còn 27 triệu 500. Thế tôi đưa cho bà cái tiền lẻ thì bà không có nhớ. Thế tôi mới bảo với nó là đưa cho tôi 2 triệu rưỡi để thành 30 triệu chẵn để cho bà dễ nhớ, bà hiểu không? Thế bây giờ mất 5 xị rồi, là lỗi tại bà đền đi. Đền tiền đâu mà đền, có cái đồng nào trong túi đâu mà đền. Ôi khổ ghê. Bây giờ tôi là một cái người tốt, tôi thấy hoàn cảnh của bà khó khăn, con cái của bà ở phương xa đi về, đấy một mình côi cút. Thế tôi là một người tốt, tôi giúp bà. Bây giờ, ôi 500 ở đâu đây? Thế sao lại dính bắp dê? Ôi sao từ cái đường túi mà nó vô đường giày thế? Ôi 500, ôi chả biết ai. Ôi giời. Có nhu hề. Bây giờ đủ đúng không? Đủ rồi, đủ rồi. Rồi, được rồi, rồi, được rồi, vậy là yên tâm rồi. Chết. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Từ. Bây giờ mọi người cứ để im lên đấy hộ tôi cái. Từ tôi tính cái này nhá. Bây giờ này nhá. Bao nhiêu tiền thì tôi gửi lại cho ông. Ông hiểu chưa? Cho không có tiền mà lúc nào bà cũng làm như bà nhiều tiền lắm vậy. Có, để đây ta tính. Này, ghê vậy? Giờ mày cho tao ứng trước 1 năm đi. 30 triệu này đưa lại cho tao đi. Thì từ từ tôi về tôi hỏi chồng tôi đã, ý kiến như thế nào mới đưa cho bà. Bây giờ mày ứng cho tao 1 năm. Tao lấy tiền tao trả ông này 5 triệu. Thế còn mày mua bao nhiêu thì tôi trả cho mày. Bây giờ con tôi nó về, nó mà biết thế rồi á, nó lại bay về đây rồi gia đình nó cắng đắng nhau. Úi giời ơi, tôi chỉ có 1 thằng con thôi. Thôi Sáu, đừng có khóc. 30 triệu cho Sáu mượn luôn, không cần phải trả lời nhá. Ăn uống gì cứ qua bên nhà tôi. Tôi định là thế này, tức là tôi mượn xong rồi á, ngày mùng 2 Tết tôi bảo nó về bên đấy. Thế rồi tôi gửi cái tiền mừng tuổi cho thằng Chê Phí. Mẹ, sao mẹ nói với con là mẹ giàu lắm mà mẹ? Không nói không được thiệt, tức quá tức là giàu gì mà giàu. Mẹ bây giờ nhiều lúc không có tiền mà ăn cơm nữa giàu. Cái điện thoại mà nhiều lúc á, mà làm FaceTime mà nhìn thấy hình ảnh quay á, tao cho mượn á. Bà chỉ có một cái sim của bà thôi. Cái sim đấy là tao mua cho bà. Ôi, mẹ mày giàu lắm. Giàu mà dùng ké wifi của tao. 5-6 năm qua con ở nước ngoài nói chuyện FaceTime chả tốn một đồng xu wifi nào. Là tiền của tao đấy. Cái bộ bàn ghế này là cũng của ổng cho mượn đó. Còn bánh kẹo là kia của tao đó. Không phải của tao, của vợ tao đó. Thì mẹ à? Tiền con gửi về sao mẹ không xài? Cái gì xài cái gì hả? À, gửi tiền về à? Cậu có biết đấy, bao nhiêu cái số tiền mà mỗi lần mà cậu gửi về cho mẹ cậu ấy, là cứ lúc đấy con vợ cậu nó cứ cằn nhằn rồi nó chì chiết nhá. Mẹ cậu không bao giờ chạm vào cái đồng tiền đấy. Cậu biết vì cái gì không? Vì muốn giữ hạnh phúc cho cậu với vợ cậu ấy. Tức là này con ơi, thực ra ấy, mẹ sống một mình mẹ cần cái gì đâu mà. Thế nhưng mà mẹ sợ con lo, cho nên Tết thì đấy, hàng xóm láng giềng thì mẹ cứ hô cái mọi người cho mẹ mượn. Chứ còn mẹ vẫn giàu chứ, mẹ giàu lắm chứ còn làm sao ấy. Đây này, giàu cái tình cái nghĩa. Con thấy hàng xóm đối với mẹ thế là con biết mẹ giàu cỡ nào rồi đúng không?
Thế để như con nữa, 5-6 năm rồi mẹ không gặp được con. Mẹ cứ ngỡ là mẹ mất con rồi. Thế hôm nay con lại về với mẹ thì như thế là mẹ giàu chứ còn gì nữa. Ôi, thôi thế thì... Ôi, khóc tập cái gì nữa cháu ơi, nó như đấy rồi. Mày khóc rồi mày nói tao. Không, bụi mày bụi bay vào mắt chứ đâu, ở đây nước nhà tao làm gì có bụi thẳng. Ôi trời, sao mà thương thế. Ôi sao mà hôi nách thế. Ôi trời. Thôi thế tốt rồi, thôi. Đấy, con thấy không, vui lắm. Mẹ ở đây có hàng xóm láng giềng, con không phải lo gì nhá. Rồi thôi, thế năm nay, thôi bây giờ phấn khởi rồi. Cố gắng ở nửa tháng, tháng mới về nhá.